Này anh bạn, đúng vậy tôi đang nói bạn đấy, tôi thấy bạn đang quên gì đó, like đăng ký và nhấn chuông đi, không thì... Ủa? Đây là đâu vậy? Các bạn muốn mua Robux siêu rẻ siêu tín, hãy đến ngành shop Robux.vn với vòng quay Robux 50k cơ hội nhận đến 8.000 Robux. Còn chân chơi gì nữa hãy đến shop Robux.vn để đặt mọi buổi KL và nhiều YouTuber khác. Ok và hello anh em, chúng ta quay trở lại với nhau rồi. Và cái video ngày hôm nay nó sẽ lại là một cái video rất là hay, nếu mà mình nói câu này khoảng 3 lần trong 3 video rồi. Và đây là lần thứ 4, yes. Và video lần sau sẽ là lần thứ 5. Và tiếp theo nó sẽ lần thứ 6 và đến vô hạn lần. Cho nghỉ mẹ một đi. Yes. Thì cái video ngày hôm nay nó cực kỳ bổ ích dành cho những em tân thủ. Yeah. Cộng với cả là những em có ý định farm belly. Thì anh em có thể nhìn thấy là trong một vài cái video trước đây của mình, cái số tiền của mình nó chỉ có tầm là 12.000 tiền thôi. Thì anh em có thể coi lại video cách đây khoảng 2 ngày. Thì thấy của mình cũng không nhớ, nhưng mà anh em coi lại đi thì sẽ thấy là số tiền của mình cực kỳ ít, bởi vì mình random hết tiền luôn. Đấy, chỉ còn khoảng tầm 12.000 hay là 5 mấy nghìn tiền ấy, mình cũng không nhớ. Mà hôm nay là lên 4 triệu, có nghĩa là mình đã cày cho bao lâu ạ? Nếu như nói ra thì có thể anh em sẽ bảo là ôi tôi ơi mẹ mồm đi. Cho nghỉ mẹ mồm đi. Ông xạo quá trời luôn. Okay. Nhưng mà thực sự là mình đã cày từ 50.000 tiền lên 4.1 triệu belly chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi. Tin chắc. Tin tất đéo là được. Thì tại sao mình lại có thể farm nhanh được như vậy? Là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Thì cái video ngày hôm nay nó sẽ giải đáp cho anh em. Đó chính là top những cái trá quỷ farm tiền ngon nhất mà anh em nên mua để farm belly ngay bây giờ. Ok. Intro. À mà không phải intro đâu, thực ra là quảng cáo đấy. Mày chán xấu à? Mày muốn chết đúng không? 500 quảng cáo. Các bạn muốn mua Robux siêu rẻ siêu tín, hãy đến ngành shop Robux.vn với vòng quay Robux 50k cơ hội nhận đến 8.000 Robux. Còn chân chơi gì nữa hãy đến shop Robux.vn để đặt mọi buổi KL và nhiều YouTuber khác. Thì đầu tiên mình muốn nói tới đó chính là cái trá Phật Tổ. Cái trá Phật Tổ là một cái trá mà mình đã nói rất nhiều về nó rồi. Và mình muốn nói ở đây đó chính là cái trá Phật Tổ V2, còn V1 thì mình chưa sử dụng. Nói thẳng với anh em là V1 mình chưa sử dụng nhiều, cho nên là cái khả năng farm của nó thì mình chưa biết được, cho nên mình cũng không đánh giá. Okay. Anh em nào sử dụng cái trái V1 rồi nó farm như thế nào anh em để lại comment bên dưới cho mình biết. Còn lại cái trái V2 này thực sự với anh em là nó farm cực kỳ ngon. Anh em có thể nhìn thấy là mình khi mình biến khổng lồ lên ấy, mình farm rất là ổn. Thì hồi trước cái trái này, cái trái V2 này nó có một cái khả năng đó chính là quái nó đánh mình gần như là không mất máu luôn. Nó cực kỳ khỏe. Và hồi đấy mình có làm rất nhiều video về cái trái Phật Tổ này rồi, anh em có thể coi lại để xem cái sức mạnh của bá như nào. Nhưng mà ở vài cái bản cập nhật gần đây thì cái trái Phật Tổ đã mất đi rồi, mất đi khả năng đó rồi, cho nên là anh em có thể nhìn thấy là quái nó vẫn có thể đánh được mình, nhưng nó vẫn farm rất ngon ở cái khoản đó chính là tăng tầm đánh của cái kiếm cũng như là cái melee. Thực sự là ở cái khoản này mình rất là thích luôn anh em ạ. Anh em có thể nhìn thấy là mình farm rất đơn giản. Đó, cho nên là đây là một trá quỷ cực kỳ ổn để farm. Ok chưa anh em? Nó vẫn rất là ổn để farm. Nó không phải là phế mà nó vẫn rất là ngon. Cho nên là anh em nào mà đang dùng trái Phật Tổ đừng có mà nghe lời mấy thanh niên là úi dồi ôi, nó thay đổi lại rồi, nó yếu lắm, thế này thế kia. Thôi, các ông ạ, ông bỏ ngay nhá. Đừng có như thế, hại con nhà người ta đấy. Cú lừa hết chứ phải là cú lừa bình thường, cú lừa hoàn hảo. Cho nên là anh em cứ giữ trái này lại anh em farm. Thì cái trái này thay đổi lại như thế chỉ khó khi mà anh em đánh boss thôi. Nó chỉ khó khi anh em đánh boss là con boss nó đánh anh em vẫn đau. Còn lại để anh em farm tiền bình thường, farm level ấy, nó vẫn rất là ngon. Ok chưa? Đó, và nó còn được giảm sát thương nha. Cái này giảm sát thương này mình không biết là nó có revamp lại là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà mình nhớ là nó giảm đến khoảng là hình như là khoảng 30% thì phải, mình nhớ là 30% hay là bao nhiêu phần trăm đấy, nhưng mà nó được giảm sát thương đi khá là nhiều. Và thực sự nói lại một lần nữa, đây là một trái hệ vẫn rất là ngon để pha. Anh em nào mà đang có nhớ là phải dùng đấy nhá, không là ối rồi ôi tiếc đấy. Anh em nào mà bán đi là hơi bị tiếc đấy, nhưng mà cũng chẳng bán được đâu đấy. Rồi cái trái thứ hai mình muốn nói với anh em đó chính là hầu hết các cái trái Logia, tất cả luôn, tất cả các trái Logia thì mình cũng sẽ để hai trái ra bên ngoài một tí nữa mình sẽ nói hai cái trái đây sau. Còn lại thì tất cả các trái Logia anh em farm đều ngon, ok chưa? Thì đầu tiên là các trái Logia ấy thì anh em thể nhận biết nó bằng cách là nó có hình dạng của các nguyên tố ấy đấy, như kiểu trái smoke này, trái flame, trái ice đấy, trái người như trái băng hay lửa kiểu. Bây giờ nó việc sắp ra rồi chứ anh em dễ tìm hơn đúng không? Đó, những cái trái đấy khá rất ngon, là trái rumble á, kiểu là nó thuộc trái Logia. Thì khi anh em mà hơn level quái ấy, anh em farm sẽ rất là ngon, ok chưa? Hơn level quái là nó sẽ đánh em không mất máu luôn, ngoại trừ những con có haki nhá, ngoại trừ những con có haki. Còn những con mà có haki thì tí nữa mình sẽ có một trái nữa cho anh em. Đó, thì đó là hầu hết các trái hệ Logia. Rồi tiếp theo mình sẽ nói, lúc nãy là mình bảo anh em mà mình sẽ nói riêng hai trái ra đúng không? Đúng vậy, đó chính là trái Magma V2 và cái trái Lai. Trái Lai thì anh em dùng V1 hay V2 đều ngon nha anh em. Thực sự với anh em trái Lai anh em dùng V1 hay V2 đều ngon. Còn cái trái Magma thì anh em nên sử dụng V2 để farm. Thì tại sao mình lại nói riêng hai cái trái này ra? Bởi vì là cái trái Lai thì mình làm rất nhiều clip về nó rồi. Đấy, cái trái đấy nó farm phải gọi là gần ngang với trái vật tổ luôn anh em. Cái trái đấy mà anh em farm ấy, nó rất là ngon. Mặc dù là nó vẫn bị một cái hạn chế, đó chính là phải hơn level quái, cộng với cả là nó không né được những cái thanh niên có haki. À, những con quái mà có haki thì đánh với mất máu thôi, nhưng mà không sao đâu anh em. Thế Lai ấy mà anh em để farm những cái bán bình thường nó còn rất là ngon, nhưng mà sang C3 ấy, mình nói thật với anh em là mình qua C3 mình thấy cái bán nào nó cũng haki hết, có cái câu sợ thực sự, cái bán nào nó cũng haki luôn. Cho nên là dùng chế Lai với C3 thì mình thấy là cũng hơi mệt đấy. Còn nếu như mà để dùng cái trái hệ Logia mà anh em không sợ haki, anh em dùng hộ mình Magma V2. Magma V2 đam rất to, cộng với cả nó còn có khống chế. Thực sự với anh em là cái trái Magma nó farm rất ngon, Magma V2 ấy. Còn V1 thì chắc anh em cũng biết rồi, nó cũng không ngon mấy trong khoản farm đâu đấy, nhưng mà nó vẫn được nhá. Bởi vì lúc nãy mình nói là tất cả cái trái Logia mà, đúng không? Thì trái Magma vẫn ngon đấy. Trong khoản farm thì tôi là nó bay chậm, cộng với cả cái này cái kia thôi. Nhưng mà qua V2 thì nó đã ngon hơn nhiều, bởi vì sát thương của nó sát thương diện rộng, đánh được rất nhiều quái anh em, chiêu nào của nó cũng gần như là diện rộng hết. Và cái thứ hai đó chính là đam rất là to, sốc đam luôn. Cho nên là cái trái Magma V2 không cần lo là bọn nó có haki hay không, anh em xả chiêu là nó chết rồi đấy. Rồi thì đó là về trái Logia và trái Phật Tổ, đó mình nói từng đấy thôi. Bây giờ đến một trái tiếp theo đó chính là trái Chóp. Cái trái này thì siêu rẻ, 30.000 belly, rất là đơn giản dành cho các anh em mới chơi. Nhưng mà cái trái này nó tất nhiên rồi, cái nào nó cũng phải có cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó. Đầu tiên cái ưu điểm của cái trái Chóp ấy, đó chính là cái khả năng né kiếm của nó. Và anh em có thể thấy đó chính là gần như các cái con quái ấy, nó đều dùng kiếm. Anh em để nhìn thấy là cái bái này đây dùng kiếm này, đây một con này, qua cái bái bên này dùng kiếm, đây lại dùng kiếm đấy. Cái bái bên kia để xem, cái bái bên kia không dùng kiếm không? Cái bái bên này thì không dùng kiếm rồi. Em để nhìn thấy là trong một đảo có 3 bái quái thì đến 2 bái quái nó dùng kiếm rồi, cho nên là thực sự rất là ngon. Thì cái trái Chóp là hồi xưa thì nó có khả năng đó chính là né được cả haki cơ đó. Cho bây giờ hình như là bây giờ vẫn thế này, hình như bây giờ vẫn thế. Mình lâu rồi mình không dùng trái Chóp cho nên mình cũng không nhớ. Nhưng mà nếu như mà còn ấy thì thực sự rất ngon. Bởi vì mình thấy nhá, không chỉ là quái đâu mà đến cả những anh đến bounty hunter cũng sử dụng trái Chóp. Bởi vì sao? Nó né được kiếm đấy anh em. nó né được kiếm mà kiếm ram rất là to, mà nó né được coi như nó bất bại rồi. Đấy, bây giờ thì khi mà anh em đối diện với một thanh niên dùng giấy chóp, anh em chỉ sử dụng được Frui và Melee thôi. Đó, coi như là cái kiếm phế luôn. Đó, thì cho nên là cái giấy chóp đấy nó rất là nhiều cái lợi là như thế. Nhưng mà cái hại của nó là gì? Đó chính là nó không né được, ngoại trừ kiếm ra nó không né được cái gì cả. Đó, nó không né được, ok chưa? Có nghĩa là những cái quái dùng tay như cái bãi kia kìa, bãi này này. Đấy, cái bãi mà dùng tay ở bên này này là nó sẽ không né được thôi anh em. Là coi như lúc đấy nó như một trái Paramecia bình thường thôi. Đấy, nó cũng chả né được đâu, vẫn gây đam như thường. Mà chiêu của cái trái chóp ấy thì không chế thì có không chế, nhưng mà nếu như mang để đi farm ấy thì thực sự chiêu nó cũng hơi kiểu gì đấy, không ổn. Cho nên là nhấp lợi là có lợi, nhưng mà hại thì cũng có hại, tất nhiên rồi. Cái gì cũng có cái hại và cái lợi rồi anh em, không thể nào cái nào mà lợi 100% được, ok chưa? Nhưng mà mình vẫn khuyên anh em nên mua trái chóp ở những cái bài nó có kiếm, bởi vì nó rất rẻ, chỉ có 30.000 belly thôi mà bán rất nhiều anh em, bán rất nhiều. Cho nên là yes, 30.000 belly bỏ ra để farm quá là lời luôn đó, được chưa anh em? Đó, thế anh em còn không tính đến là anh em đi random, anh em thế nào mà chẳng dính giấy chóp, chuẩn chưa? Đây, thanh niên nhân phẩm thần thánh như mình mà còn dính chóp cơ mà, đâu phải là ai cũng may mắn như mình đâu, đúng không? Có cái câu này ha 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 ha. Đó, cho nên là anh em hãy cứ dùng cái chóp để phạt. Rồi, và cái trái cuối cùng trong cái video ngày hôm nay đó chính là cái trái mochi, hay là việc xúc ra là trái bột. Đấy, trái mochi thì chắc chắn là không cần nói nhiều, anh em cũng biết rồi. Đó chính là nó là một trái hệ Paramecia đặc biệt. Mình phải nói một lần nữa, nó là Paramecia, ok chưa? Nó không phải là một trái hệ Logia. Nhiều anh em bảo là nó là trái hệ Logia nhưng mà thực ra không phải. Trong phim hay là trong game hay như nào đấy thì nó đều là trái hệ Paramecia đặc biệt. Đó, nó khi mà nó bình thường thì nó là một trái hệ Paramecia, nhưng khi anh em bật haki quan sát lên nó sẽ trở thành một trái hệ Logia. Đó, nó cực kỳ xịn luôn anh em. Đấy, cho nên là cái trái mochi ấy anh em mang đi farm rất là ngon. Đã thế, nó còn có khả năng BBB, được chưa? Cái trái đấy rất là ngon. Và sắp tới đây nó hình như là còn chuẩn bị được awakening lên mochi V2. Nhưng thực sự cái trái này là cái trái anh em nên sử dụng, cực kỳ nên sử dụng cái trái mochi ấy. Nhưng mà do cái mức giá khá là cao, khoảng tận 2,8 triệu belly, cộng với cả là cái tỷ lệ bán khá là thấp, cho nên là khá là ít anh em sử dụng. Cộng với cả là cái trái này này thì yes, hiếm. Mình nói lúc này nó hiếm, cho nên là mình vẫn không thấy nhiều anh em sử dụng cho mới, cho farm là mấy. Đấy, nhưng mà nếu như mà anh em có, anh em vẫn nên sử dụng, ok chưa? Đó, nói chung là như thế. Rồi, thì đó là những cái trái ác quỷ để anh em farm rất là ngon. Và như anh em đã thấy đấy, từ nãy mình đi farm chơi thôi mà cũng lên là 400.000 belly rồi. Từ lên 300.000 belly chứ nhầm. Anh em để thấy là đấy, từ đấy đi chơi xung quanh đây thôi mà cũng được thêm 300.000 belly. Là anh em phải hiểu là farm rất là ngon. Đó, thì đó là những cái trái farm mà anh em nên mua ngay bây giờ để farm tiền, ok chưa? Và nếu như anh em thấy cái video này hay thì đừng quên để lại cho mình một cái nút đăng ký kênh, bấm nút chuông, like video này, share video càng tốt nha anh em. Và chắc là cái video mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và yes, hẹn gặp anh em ở các cái video sau. Bye.